Rồi mình mới vừa đặt cái con thu âm, là cái con này là M31, mình thấy quảng cáo nói cũng thu âm cũng tốt á. Thì hiện tại đây là mình đang thu âm không có mic, và cái con này mình mua tổng giá trị của nó là 379.000, là ở trên Shopee đó. Và mình sẽ khui cái con này ra đây coi thử coi nó, và mình sẽ thu âm nha. Mình khui con này ra và mình sẽ thu âm nó, cái giọng nó sẽ như thế nào. Đó thì cũng hơi bất tiện là do mình có một mình không có người quay, tại giờ công ty về hết rồi, mình mới nhận được đơn hàng. Rồi mình sẽ khui ra nha. Ok, mình cũng hy vọng là nó sẽ ổn, tại vì cái giá này nó cũng rẻ thì mình cũng chưa có biết chất lượng như thế nào. Đây nó có phiếu gì nữa đây, nó có tem tùm lum hết trơn nè. Quà tặng hoàn tiền 10.000 là sao? À, quẹt cái này được hoàn tiền 10.000 ha. Đây đây đây, rồi này nó sẽ có những cái gì đây tùm lum hết nè. À, này là hướng dẫn nè các bạn, rồi cũng ok quá ha, hướng dẫn sử dụng nè. Đây mà 31 cái này gì đây. Ồ, học theo mấy người kia bán hàng nữa, thư gửi tới mấy khách hàng này mình không quan tâm lắm, mình chỉ quan tâm tới chất lượng thôi. Gói hàng cũng kỹ, khá ok ha. Vì hình thức thì mình thấy được á. À, coi nè các bạn, thấy đẹp ha, đẹp, khá là đẹp. Đó. Cái này nó có gì đây? Compact and portable plug and play ha. Cái này kết nối wifi được thôi. Đúng gì? À, nó rút ra nguyên cái luôn, nguyên con luôn. Phải không? Đó, rút ra nguyên con luôn các bạn ơi. À, thì cái này nó đẩy luôn. Thời lúa. Ở đây nó sẽ có cái cục này, chắc cái cục sạc quá. Đây một cái phần review cũng hấp dẫn gì vậy. Ở đây, mình bỏ đi. Quan trọng là nó chân thật nha các bạn. À, cái cục này là cái cục vừa, nó có một cái đuôi này, chắc có đuôi sạc quá ha. Đây nó có hai cái nè. Đó, đây gần cho các bạn xem nè, là thời lượng pin là 96% nè. Cục này gì đây? À, đây nó có một cái cổng này là cổng Lightning của iPhone nè. Cổng này ok nè, đó, này nó hơi mờ đó. Còn cái cổng này, à cái này là cái chỗ mà mình thu âm quá luôn luôn nè. Cái này là mình thu âm nè, cái mic để mình nói, có cái đồ cài. Rồi ok, đẹp đó, nó gọn quá trời gọn ha. Đẹp. Còn cái này là gì đây? Này chắc bộ sạc quá các bạn. Đúng rồi, để sạc. Đây. Dây này mình có thể cắm vô máy tính hoặc là mình cắm vô cốc sạc cũng được. Cái này là cổng của Type C nè. Đó. Rồi ok, không có gì hết đặc biệt hết. Đây gì đây, lấy sử dụng tiếng Tàu hay Trung Quốc dục đi. Rồi bắt đầu mình sẽ thu âm ha, mình sẽ lấy cái thằng này mình ra mình kết nối mic, mình nói chuyện cho các bạn xem ha. Rồi thì ở trên tay mình là một cái con mic không dây, nó đã được kết nối rồi nè các bạn. Nó có một cái dấu móc nối này nè, cái dấu thanh trên này là kết nối nè. Trong phần hướng dẫn sử dụng nó có chi tiết nha, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sơ thôi. Thì ở đây ở dưới này nó sẽ có một cái là tăng tiếng ồn và giảm tiếng ồn, với lại một cái là tăng tiếng vang, giảm tiếng vang. Ở đây nó có hai cái nút nè. Cái nút ở trên này á là mình bấm vào một cái nè, đó thì nó sẽ bật lên cái chế độ này là chế độ vang đó các bạn. Cái dấu mà ba gạch đó là nó vang nè, mình nói với các bạn có thấy nó vang vang không đó. Và người ta khuyên mình đó, khi mình nói cái mic á mình để nó tầm khoảng 15 đến 20 cm, tức là một tấc đến hai tấc, tấc rưỡi đến hai tấc á, mình đừng có để sát như vậy quá thì nó sẽ đôi khi nó sẽ bị ghè âm thanh đó. Có thể mình cài trên áo này hoặc để đâu đó nó tầm khoảng này là ok ha. Người ta kêu mình để cái mic có thể là mic ngang như vậy hoặc là mic xéo xéo vậy thôi. Rồi ở đây nó hơi ồ hơi vang đúng không, mình tắt bỏ ha. Đó thì ở đây là âm thanh bình thường, mình khi mình tắt cái chế độ vang đó nè, rồi khi mình nhấn ở đây hai lần ở trên đầu này á, thì nó sẽ bật cái chế độ là tắt âm thanh. Mình bấm hai lần nó sẽ tắt, mà mình bấm thì mình nói đó các bạn không nghe, cho nên là
Thôi ha, mình bỏ qua phần đó ha. Nói chung về sản phẩm này thì mình chưa có nghe lại cái âm thanh của video nên mình chưa có đánh giá, nhưng mà mình nghĩ là chắc nó ok đó các bạn. Thì nhưng mà mình cũng không có kỳ vọng nó lắm, tại vì tiền nào của đó này nó tầm khoảng 400 thôi, 300 mấy 400 thôi. Còn khi mà các bạn muốn ok hơn, các bạn có thể mua những cái Gojek hoặc là cái DJI đó, mấy sản phẩm đó đó là mình nghĩ nó là ok, tại nó những cái thương hiệu nó thương hiệu lớn rồi đó. Rồi thì video mình chỉ tới đây thôi, nó chỉ có nhiêu thôi. Mình không có bán những cái này nha các bạn, mình bán bất động sản, mình bán nhà phố, shop house và đất nền ở khu vực thành phố Cần Thơ và một số khu vực miền Tây lân cận thôi. À, chứ mình không có bán mấy cái này nha. Mình không có video này, mình không có quảng cáo mình bán mấy thứ này. Cho nên các bạn thấy nó ổn thì mình review cho các bạn thấy thôi. Nếu mà nó ok thì các bạn có thể mua xài. Đây là cái tinh thần chia sẻ thôi. Ừ, mình cũng không giới thiệu bất kỳ một cái shop nào đâu. Các bạn cứ lên mạng các bạn tự search nha. Rồi, cảm ơn các bạn.